biệt thự Checking, thị trấn thứ 11, ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy. Hôm nay, ngày 3 tháng 8, 2021, là một ngày yên ắng, an bình tại khu vực trung tâm thương mại thị trấn thứ 11. Cụ thể là lượng xe máy lưu thông qua chợ rất là ít. Bà con tiểu thương chợ cá thứ 11 đã chia sẻ cùng với miệt thứ rằng buổi sáng là bán được nhất, mà bà con đi chợ hôm nay ít lắm, ít hơn rất nhiều so với những ngày hôm trước. Họ mua hàng cũng ít nữa. Buổi chiều thì chợ vắng hoe à. Phần lớn là những người có nhiệm vụ tuần tra trực chốt chạy qua chạy lại. Xe hàng thì về vào buổi chiều. Và theo cập nhật của miệt thứ thì chợ thứ 11 ngày hôm nay thật sự là yên tĩnh, vắng lặng. Lâu lâu mới nghe tiếng xe máy vọ lại trên sông chạy ngang. Hàng hóa tại chợ cá thứ 11 thì đều là hàng mới về, tươi ngon, đầy đủ, giá cả thì bình ổn. Miệt thứ thứ 11. Và tiếp theo là những hình ảnh mà miệt thứ thứ 11 đã ghi nhận được trong ngày hôm nay. Xin mời tất cả mọi người cùng xem. Thế là buổi sáng là mình bán được, còn buổi chiều là hết rồi. Bán được không? Sáng, chiều, tối, khi nào bán được ngày hôm nay? Sáng. Sáng bán được hả? Nhưng mà đông người đi mua không? Mà họ mua nhiều không? Một lần họ mua nhiều không? Thank you.
tấn rồi, vận chuyển mấy tấn hàng rồi? Hơn 2 tấn rồi. Hơn 2 tấn rồi hả? Sau dịch này là giàu luôn đó. Hết sức nghe kìa. Chú ơi, chú.